đây là cặp loa BMB 3012, em test thử cho bác khách, bác Chiến ở miền trong. Bên ngoài anh em đang đóng xong những cặp X12i, những cặp BMB để trả tiếp các bác nhé. 450C đóng rất là đều đặn. Bên em cho anh em vệ sinh suốt ngày các bác nhá, suốt ngày luôn. Sản lượng hàng bãi bên em, nói chung là thông báo với các bác ngày nào bên em cũng phải cật lực làm hàng vệ sinh để trả ơn các bác với số lượng cực kỳ là nhiều, được sự tin tưởng của các bác trên mọi miền tổ quốc. Nên là công việc bên Ngọc Quang Bắc Giang tạo công ăn việc làm cho anh em làm quanh năm suốt tháng đấy. Cho nên là bên em phải làm nó loại nào đi loại đấy, rõ ràng, công minh rõ ràng các bác nhá, không có làm lông côm như một số nơi gì có lỗ nhiều thôi đấy. Người ta bán người ta nói hay lắm, còn bên em thì nói vừa phải thôi, mà quan trọng nhất là cái điều là nói rõ ràng để các bác biết hàng xuất sắc là xuất sắc, còn hàng xấu là đi hàng xấu thanh lý riêng các bác nhá. Đấy, sau em sẽ có những hàng thanh lý của các bác nâng cấp nữa. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm ủng hộ. Và đây là những cặp loa siêu tuyển, siêu đẹp sẽ chuyển đi trả đơn các bác. Một lần nữa trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trên video tiếp theo. Các bác nhu cầu hãy liên hệ với em theo số máy trên tập điện này. Cảm ơn các bạn.